Xin chào tất cả các bạn, mình là Thanh Nga đây. Chào mừng tất cả các bạn đến với bản tin số 5 của Just UEL. Sau đây, mình sẽ điểm qua một số bản tin chính có trong tuần vừa qua nhé. Chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh trường Đại học Kinh tế Luật năm 2020 đã đi qua hơn một nửa chặng đường. Các chiến sĩ của chúng ta đã tham gia hàng hái các hoạt động và đạt được những kết quả tích cực trên mọi lĩnh vực. Về các hoạt động tình nguyện giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đã thực hiện sơn sửa các trụ điện trên 3 tuyến đường, sơn vẽ 2 mảng tường dài, tổng cộng 12m, nhằm tuyên truyền bảo vệ môi trường tại khu vực Thủ Đức và quận 9 với sự tham gia của hơn 120 chiến sĩ, góp nhân lực thực hiện xây dựng cầu Cái Sơn tại xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp với đội hình 22 chiến sĩ tham gia. Hỗ trợ địa phương tổ chức các hoạt động xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền tư vấn thanh niên làm kinh tế, giảng dạy ngoại ngữ, kỹ năng thực hành xã hội cho nhân dân, thực hiện bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn. Về việc tổ chức các hoạt động vì trẻ em, tổ chức các sân chơi rèn luyện khả năng tiếng Anh qua các gian hàng trò chơi dân gian cho các em thiếu nhi, tổ chức các lớp học phụ đạo cho các bạn trung học cơ sở, thực hiện sơn sửa, trang trí lại các khu vui chơi thiếu nhi trên địa bàn phường với gần 150 chiến sĩ, tổ chức trao tặng 20 phần quà cho trẻ em khó khăn, tặng sách tạo không gian đọc tại huyện Bình Chánh, tổng kinh phí là 6 triệu đồng. Về việc đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện tại chỗ, tình nguyện gắn với chuyên môn, xây dựng các bài giảng pháp luật phù hợp với các bạn thanh thiếu niên, nhi đồng như luật trẻ em tại phường Bình Chiểu, luật an toàn giao thông tại phường Hiệp Bình Chánh, luật thanh niên tại huyện Bình Chánh. Chương trình văn hóa nông thôn mới, tổ chức 3 đêm diễn văn nghệ phục vụ bà con địa phương với 45 chiến sĩ thuộc đội hình văn nghệ xung kích tại huyện Nhà Bè. Chương trình nghệ thuật hát cho đồng bào tôi nghe, phối hợp thực hiện cùng nhà văn hóa sinh viên thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh. Chương trình tư vấn giảng dạy pháp luật cộng đồng, tổ chức một phiên tòa giả định và tư vấn tại chỗ với chủ đề bạo lực học đường và ma túy trong học đường. Tổ chức hiến máu tình nguyện tại khu tự học trường Đại học Kinh tế Luật ngày 28-29 tháng 7 năm 2020. Bên cạnh đó, nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, các chiến sĩ mùa hè xanh trường Đại học Kinh tế Luật đã tự tay làm nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại trường với sự tham gia của hơn 250 chiến sĩ với tổng kinh phí là 5 triệu đồng. Tổ chức chăm lo cho 10 gia đình chính sách tại quận Thủ Đức và huyện Bình Chánh, tặng 2 phần quà cho mẹ Việt Nam anh hùng tại quận 9 với tổng chi phí là 6 triệu đồng. IOV 2020, cuộc thi tiếng Anh có quy mô lớn nhất toàn quốc. Đến với cuộc thi IOV 2020, các bạn có thể được thỏa sức phô diễn những kỹ năng tiếng Anh của mình. Bên cạnh đó, các bạn còn được giao lưu học hỏi với rất nhiều bạn bè trên mọi miền tổ quốc, đạt được những giải thưởng hấp dẫn của chương trình. Đây là một cuộc thi hết sức thú vị. Các bạn UEL hãy cố gắng đăng ký tham gia thôi nào! Sau đây là thông tin chi tiết về cuộc thi, đối tượng tham gia, tất cả sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian tham gia dự kiến 8 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2020, hình thức thi offline. Mỗi bạn sẽ có 2 đến 3 phút nêu ra quan điểm về một trong 5 chủ đề ban tổ chức đưa ra. Covid-19 đang là nỗi lo hàng đầu trên toàn thế giới. Trung Quốc tuần này đã xuất hiện một ca nhiễm mới ở Bắc Kinh, lần đầu tiên sau 21 ngày. Kể cả Việt Nam, đã đi qua hơn 100 ngày không có ca lây nhiễm cộng đồng, bây giờ đang phải nỗ lực chiến đấu với ổ dịch mới. Bộ Quốc phòng cho biết đã kích hoạt các biện pháp chống dịch như chống giặc như trước đây, siết chặt quản lý địa bàn ở những nơi có nguy cơ cao, tập trung quản lý các khu vực cách ly tập trung, chuẩn bị sẵn sàng các khu vực cách ly khi cần cách ly số lượng lớn. Bộ yêu cầu biên phòng các địa phương rà soát, kiểm tra chặt chẽ các khu vực biên giới. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, dịch lần này có sự phức tạp hơn so với lần trước bởi đã có sự lây lan trong cộng đồng nhiều ngày mà chưa tìm thấy F0. Để bảo vệ sức khỏe cho mình và những người xung quanh, các bạn nhớ đeo khẩu trang nơi công cộng, rửa tay thật kỹ càng, khai báo y tế thật chính xác và đặc biệt hãy giữ cho mình một tâm thế thật bình tĩnh để đẩy lùi Covid-19 các bạn nhé!